Đà Nẵng các bạn nha. Còn mùa xích các bạn nha. Cấn bạn chạy ra quá tốc độ nha, con nít chạy nó đúng lực bạn nha, gặp lũ thì ấn ăn không nghe, động cơ chạy một phê luôn bạn, chạy quá chạy chiếc giả bạn nha. Đó chạy ở đó đó, chiếc dây dây thì mình chia sẻ dây dây sau nha, thì ấn ăn coi đen coi gà coi trắng luôn giả mà nó trời ơi cũng phê cho bạn ơi. Đó 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 còn mấy rồi sao còn nhiều quá không chạy kìa, à dữ quá quá, bữa nay ảnh ra biểu diễn quá trời các bạn ơi, phê quá nè. Đó còn anh bên bờ người ta chạy nè, đó đó hồ mấy kho chạy kìa, diễn nó mới đã rồi, cũng vậy rất đẹp luôn rồi, hoa cũng dữ luôn, quá dữ dằn rồi bạn, chiếc dây dây bạn, con công ty đã ra quân nha, hôm nay là chiếc lưới rút của ông Trần Hải bạn, siêu đẹp luôn, số siêu đẹp luôn. Chiếc giải ra thì mình sẽ quay chiếc cái lúc của Minh Thuận cho các bạn xem nha. Những gì mình nói mình cần thiếu sót là sơ xuất thì anh em cũng vô góp ý kiến cho mình để mình có động lực làm và ra những video mới luôn. Cảm ơn bạn, anh em quay cái band vô á, tôi cảm ơn bạn, tôi chia sẻ chiếc dây dây cho bạn xem nha. Cái giả này là hồ mã gà bạn, mình cũng đang chuẩn bị cho chuyến ra khỏi được những loại mới luôn nha, gà gặp giả cà vôi của công ty luôn bạn. Chiếc cái giả này hồ mã rất là dữ luôn, chiếc cái dây này mới có hồ mã luôn nên mình cho con nhà theo dõi cảnh quay của mình thôi nha. Chiếc cái lưới rút của cả đã xếp cái dàn ven vô, bạn thấy còn không, bây giờ đang thẳng tiến vô cửa cảng Bình Tây các bạn, chúc cho anh em 85 về đây làm ăn phát tài phát đạt luôn nha, anh em sức khỏe vô dạ, để nghe đi chuyến nào là cũng tải cá chuyến đó luôn nha. Ghê chạy quá tốc độ bạn ơi, tốc độ lắm các bạn, hay đơn giản nha. Gà mà còn một sức mỏi rất là lớn đẹp này, quá đã luôn bạn ơi, cái dàn phèn rồi không, lưới cái dàn phèn đổ luôn bạn không, mình lên luôn nha. Cái biên này quá đẹp phải không, vì cái biên thiết kế dùng dàn rất rất là đẹp rồi ha, khủng luôn nha. Con mô xích siêu to luôn mà, đa số là ghe này rất đặt máy văn ma thôi các bạn,
mình không biết công suất nó là bao nhiêu nha. Chiếc ba xúc cũng tăng tốc một thôi ha, về ra vào tấp nập luôn, để cho các bạn xem chiếc lưng đúc luôn. Nó quay xuống hoặc vô trong cái cảng xuống là xuồng hoặc sang cá bạn nha, chứ không có lên cá trực tiếp các bạn nha. Sau những giờ đánh bắt mình thôi, bây giờ anh cũng đã về tới cửa cảng Bình Ti để cân cá mà. Anh sẽ chọn cái điểm cái thường thường của anh là sẽ sang cá xong rồi xuồng mới tải vô đưa lên đầu nậu bạn nha. Dàn đèn led khủng không? Dòng cabin luôn. Đó là quá tuyệt vời luôn bạn ơi. Và xúc của Khánh Hòa cũng vô cửa cá này các bạn. Cái ghe mặt ghe của Khánh Hòa nó mở đúng lúc đẹp bạn. Cái mình nó bầu các bạn, nhìn rất là đồng thanh đồng thủ luôn, mình rất là cân đối luôn các bạn. Dần thả xúc rồi lắp xúc rất là mạnh. Cái điều là do này đã bị dỉ xét rồi ha, chưa có lên tân trang làm đẹp nó. Em nói anh là phú quý này, về của phú quý này. Mình phú quý mấy đây anh em là 79 cũng đã về tới cửa cảng Bình Ti rồi nha. Mình chúc cho anh em về đây là ăn cũng khá luôn. Đây là cảnh xuồng đang thải cá vô nè, đây là một chiếc ghe thải xúc vô nè, xuồng thải như các bạn. Hôm nay cũng là thải xúc cà ná luôn rồi. Số lông lô là 90972 TF luôn. Các bạn thấy cẩm tải chưa? Ghe mở lớn nhất ghe là lớn hơn cái xúc Phú Hòa đấy bạn nha. Đang chạy tốc độ rất là nhanh, cái cảng với động cơ giang ma các bạn. Nhìn quá khoe luôn rồi. Có thể anh em xem thế này hãy vô chia sẻ cho cái kênh mình mỗi ngày một phát triển luôn nha. Bây giờ có sự đóng góp của tất cả mọi người mà mình mới có được như ngày hôm nay. Mình cũng hy vọng anh em hãy chia sẻ cho nó lan tỏa hơn để cho kênh mình nó nhiều người biết đến nha. Các bạn thấy nhìn cái chạy ghe chạy vô rất là không độ lực đúng không? Dạo qua dặn trăng chưa có dẹp đúng không ạ? Anh em đi rồi xong rồi sang cá xong xuôi là ra rồi ra nha. Ghe lưới nội của Bình Ti cũng vậy bạn ha. Nó là rất là thân bậu luôn. Giá ghe nhìn rất là chỉnh đẹp luôn các bạn. Nhìn khung cảnh nó hơi rung lắc giật giật cho nên nó khung cảnh của mình luôn. Thì ra đây coi gió rất là nhiều luôn các bạn. Ghe chạy vô chơi quá, mình để các bạn xem luôn nha. Anh em cũng đang chuẩn bị ra hết cái đêm các hồi là sang cá, tóc thành sang cá các bạn. Chào anh em luôn quá à, anh em tám đồng rất là vui vẻ hòa đồng với mình luôn bạn, nó đồng hành cho mình rất là lâu nữa bạn. Ngày có anh em 85 cũng chia sẻ về những thói nốt thì mình cũng rất là nhiều, cũng hy vọng những video mình lên thì anh em tất cả anh em đều ủng hộ cho mình luôn, chia sẻ thông tin kết cấu mấy người cho mình để mình chia sẻ với anh em một ngày một tiếp tục hoàn thiện hơn nha. 8579 về đây là ở đây hơi đi nhiều các bạn. Giờ quay vô lại cái điểm để sang cá rồi ha. Lái ghe đều có một chiếc thúng chai rồi. Thúng chai để cho anh em nghỉ ngơi tắm rửa này mà tùy
ghe cổ và cũng lộ trên thúng thì cũng được rồi. Lấy bọng một người gom lưới rồi nên mình cái thúng cũng rất là hiệu quả luôn bạn.